Rồi nghe em, Zilla thì đây là một phần của series lục lọi quá khứ, thì game này có tên là Từ Trên Trời Rơi Xuống nhé. Cáo nó cứ quảng cáo khó chịu thật. Đây là lý do nhé. Đấy. Đây mình cho bạn xem lại nhé. Ok, mình cái gai này. Ui. Ok. Đấy. Thì mình hay ít, nói tí nên các bạn thông cảm nhau. Đập, chết là ui shit chết. Hơi ít nói tí nha. Ui. Woo. Ăn cứt. Quả gì một đỏ nhìn cớm này. Ui. Thì cách nào để chơi thì các bạn nhấn chuột nha. Đấy. Mà đi quá dễ vai đây là đây đây rồi rồi hình hình khổ qua đây rồi. Hình qua khổ đây rồi. Quả một cách easy. Ôi shit, cái vào nên này không được nhỉ. Mình chỉ chơi đến tầm level 20 đi, rồi mình kết thúc video. Ui. Ui. Shit chết. Không để ý. Còn một cách easy mà. Mẹ. Bây giờ máy mình đang nặng ấy nên mình không thể làm video trên điện thoại được. Bây giờ mình sẽ gọi là thôi, làm xong tập máy tính, làm xong phần 2 đã. À không, làm xong mùa 1 đã, mùa 1 là trên máy tính. Còn mùa 2 là sẽ trên điện thoại. Khó thế. Ây da, mẹ mình. Boom. Fuck you. Mình đang đeo tai nghe nên là nhầm nhầm nhầm. What's up little hottie? Hottie. We sữa Mộc Châu. Đấy. Đó lên vùng 12 đấy. Ui. Sao mà này là tối đấy. Các bạn thông cảm nhìn tí nhé. Ok. Hình khổ qua đi rồi. Helix jump à? Ok. Mà tí nữa mới làm. Tao biết rồi. Tụi cùng nhau xem hai tên. Búng búng. What the fuck gì ấy mà e. Nói đây nghe các bạn không nghe được tiếng mấy thằng bạn mình nói đâu.
Mẹ ui. Qua màn 20 khó đến mức vậy sao? Pong Limited. Ok. Đây hình phục tròn đây, cơ bản nhất đây. Mẹ nó. Fucking hell. Canh đúng góc cơ mới được. Ui. Ai cơ? Có, nhưng mà làm rồi. Thôi mình xin cái video đấy cho mình một like, một subscribe, còn một comment cho mình nhé. Bye mọi người.